Phải thú thật với anh em ý, con gái chúng tôi ý mà, nắng mưa thất thường. Lúc á thì chỉ cần một chiếc màn hình cấu hình đủ dùng là được rồi. Lúc màn hình nó phải thật là chiến. Nhưng mà anh chị em có công nhận là màn hình cứ phải to thì dùng nó mới thích đúng không? Mình may mắn được sử dụng khá là nhiều các loại màn hình, thì mình xin khẳng định với các bạn là ga lăng ấy thì có thể không thích, nhưng mà Galaxy Vivance 32Q thì đảm bảo là ưng. Và mình sẽ không nói nhiều vì điều nào sau đây các bạn cũng sẽ mê thôi. Theo thông số của hãng cung cấp, kích thước của chiếc màn hình này là 32 inch, độ phân giải 2K, tần số quét 165Hz, 1mm, HDR10 và 95% DCI-B3. Nghe thôi đúng kiểu có tất cả mọi thứ trên đời đúng không? Nhưng mà các bạn biết gì không? Giá của chiếc màn hình này á chỉ loanh quanh 8 triệu đồng mà thôi. Cần màn hình to á thì không phải lo, bởi vì đã có Vivance 32Q với kích thước 32 inch siêu thích. Không biết các bạn thì thế nào, trước khi mình sử dụng chiếc màn hình này, cảm giác nó rất là cân đối chiều dài, chiều rộng, bao trọn tầm mắt, nói chung là rất là đã nhá. Thường thì nghe đến những chiếc màn hình 32 inch là ở dưới kiểu gì cũng có cái comment kiểu màn này có rỗ không nhỉ? Ôi em ơi, cái màn hình 32 inch này có rỗ không nhỉ? Này em ơi, màn này có rỗ, độ phân giải có 2K. Màn này có rỗ không? Thì mình xin khẳng định với các bạn, đấy là màn hình với kích thước 32 inch cùng độ phân giải 2K sẽ cho các bạn hình ảnh vô cùng đẹp và sắc nét. Nếu mà mình phải nhìn thật gần và kéo sát lùi vào như này thì có thể là các bạn sẽ thấy một chút gọi là răng cưa một tí. Nhưng mà nó thật sự là không hề có một cái vấn đề gì cả. Khi mà mình trải nghiệm ý, mình ngồi cách khoảng 50 hoặc là 60cm thì hình ảnh nó vẫn vô cùng đẹp, vẫn sắc nét và nó không hề bị rỗ một tí nào luôn. Bàn về thiết kế của chiếc màn hình này thì nó vẫn là anh chị em cùng họ của nhà Galaxy thôi. Bởi thiết kế vẫn khá là hầm hố, màn hình mặt trước có viền mỏng, mặt lưng kết hợp nhiều đường vắt chéo và có hai dải đèn LED. Nhìn trông cứ như kiểu nheo mắt về phía người đối diện nhỉ. V32Q cũng chẳng lo ế vì đã có chân đế siêu chắc chắn. Thiết kế hai chân trước vẫn là hình chữ V dài, chân sau nhỏ hơn nên lúc mình sử dụng mình có thể đẩy chiếc màn hình này vào tối đa góc của bàn làm việc. Chiếc màn hình này có thể xoay ngang, lên xuống và có thể tháo dỡ chiếc màn hình này ra bằng một thao tác vô cùng đơn giản. Cổng kết nối gồm có hai cổng HDMI, hai DisplayPort, một jack cắm tai nghe, một cổng USB và có lẽ là theo nhu cầu sử dụng thì hầu như là chúng ta cũng không có nhu cầu cần thêm bất kỳ cổng nào nữa đâu. Nên là mình nghĩ nó đủ đa dạng, tiện dụng và linh hoạt để kết nối với các thiết bị khác rồi đấy. Và không chỉ vậy, Galaxy VI32Q còn được trang bị loa trong 9 chiếc màn hình này nữa. Bọn mình cùng nghe thử nhé. Và có thể thấy là loa của nó không phải là ở mức quá là xuất sắc, nhưng mà mình nghĩ là nó khá là ổn áp và đủ dùng đúng không? Thật ra ấy, là trên thị trường mà một chiếc màn hình 32 inch, độ phân giải 2K và tấm nền VA thì nó khá là phổ biến. Nó sẽ có giá trong khoảng đâu đó 6 đến 7 triệu gì đấy. Nhưng mà với tấm nền IPS thì các bạn thử tra và xem, nó sẽ lên đến khoảng 10 triệu đồng. Nhưng mà với Galaxy VI32Q thì giá của nó đâu đó loanh quanh chỉ khoảng 8 triệu đồng thôi. Thế nên là mình cũng không dám nói là ồ nó quá là xuất sắc, nó quá tốt hay là gì cả. Thì mình đảm bảo là chiếc màn hình này sẽ phủ sóng tới đông đảo các anh chị em trong thời gian sắp tới đấy. Theo thông số mà hãng đưa cho bọn mình thì cái màu của nó khá là đẹp và khá là chuẩn. Nhưng mà trên tay mình đây thì đang có sẵn một cái thiết bị đo màu khá là phổ biến, đó là Spider X. Thế thì mình sẽ thử đo cho các bạn xem là liệu nó có chính xác theo như là hãng công bố không nhá. Thông số của hãng cung cấp là 95% DCI-B3 và mình cũng vừa đo được thì nó rơi vào khoảng 89% DCI-B3, khá là sát rồi đúng không? Bên cạnh đó thì khi mà mình đo hai dải màu Color Gamut thì được là 100% sRGB này, 83% Adobe RGB, 89% DCI-B3 và 80% NTSC. Và có thể thấy là độ bao phủ màu của nó thì tương đối là rộng. So với tầm giá thì màn hình này có chất lượng khá là tốt đấy chứ. Về Delta E thì các màu cơ bản cần thiết thì đều dưới 2. Nhưng mà mình đo thì có một màu xanh 1F là nó đang dưới 4. Nhưng mà nó vẫn nằm trong mức chấp nhận được, vì có nhiều màn hình nó còn sai lên đến tận 8 hay là 9 cơ. Tổng kết lại thì độ Delta E sai là 1,02. Nên nhìn chung là các màu sắc đều khá chuẩn, không có sự chênh lệch nhiều. Vivance 32Q với 10 bit màu sẽ tương đương với gam màu rộng 1,07 tỷ màu, thì chắc chắn là sẽ phù hợp với các anh em làm thiết kế đồ họa này, chơi các tựa game mà đồ họa nó cao hoặc là xem các bộ phim bom tấn nữa. Phải thú thật với các bạn là mình còn chưa biết là những bạn đang xem video của mình làm nghề gì hay là ở đối tượng nào, nhưng mà mình vẫn đảm bảo là các bạn sẽ thích chiếc màn hình Vivance 32Q này, bởi vì sự đa dạng, sự tiện dụng của nó. Màn hình thì đẹp này, màu sắc hiển thị chuẩn, các thông số cũng tốt và đặc biệt là chơi game thì vô cùng mượt mà. Với tần số quét 165Hz, tốt,
thời gian phản hồi 1 ms cũng tốt luôn. Hình ảnh rõ ràng, sắc nét, gần như là không có hiện tượng kéo giãn hay là mờ hình ảnh gì cả. Và các bạn sẽ thấy sự xuất hiện của di sinh trong các màn hình chơi game cao cấp, và chiếc màn hình này thì cũng không phải là ngoại lệ. Với di sinh sẽ tối đa hóa hiệu năng hoạt động, giảm mờ hình ảnh trong lúc chuyển động, giúp tần số quét của màn hình sẽ trở nên linh hoạt hơn rất là nhiều. Và đó là Galaxy Vivens 32Q, ngon, bổ mà giá lại cực kỳ hời, một sản phẩm vô cùng đáng sở hữu trong năm 2024. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm này, hoặc muốn mình review chi tiết thêm sản phẩm nào nữa thì hãy để lại comment bên phía dưới nhé. Mình hứa là mình sẽ đọc hết tất cả. Còn bây giờ thì bye bye!